Cửa hàng hoa lan của mình xin chào cô chú. Và hôm nay thì bộ đứng hàng bên con xin giới thiệu với các cô chú một cái mặt hoa vũ nữ. Và ngày hôm nay thì cũng có hai loại cô chú. Một á, đó là vũ nữ mèo lửa nè, mèo lửa. Và đây là cái tên và cái thuộc học của nó nha cô chú. Có thuộc học luôn, đây là vũ nữ mèo lửa. Và đây là cái mặt hoa vũ nữ mèo lửa nè. Và cây bên con thì hiện tại ngoài mèo lửa còn đã có thêm một cái mặt hoa mới, đó là vũ nữ. Và cái dòng này thì con đã bảo các cô chú là chưa ai bán cái mặt hoa này. Đây là vũ nữ năm mới cam nha cô chú. Đây, tên là vũ nữ năm mới, mặt hoa là mặt hoa màu cam, có tông ngọc luôn. Đây là mặt hoa vũ nữ mèo lửa nha cô chú. Còn đây là cái mặt hoa của vũ nữ mà năm mới cam nè. Hai cái mặt hoa đều là hoàn toàn khác nhau nha cô chú. Mặt hoa màu cam và mặt hoa là màu đỏ. Mặt hoa rất là đẹp. Và ở đây thì con sẽ cho cô chú mình xem cái hình cây của vũ nữ mèo lửa trước. Và con đang bán đồng giá là 160.000 một chậu. Và một cặp thì con sẽ bán với giá tiền là 300.000 cho một cặp nha cô chú. Đây là mèo lửa nè, 300.000 một cặp. Đây. Và số lượng cây ngày hôm nay thì cũng không có nhiều đâu cô chú. Và cái đây là cái hình cây của vũ nữ mèo lửa nè. Nói chung là cái này là hàng rất là mới luôn nên các cô chú mình cứ mình về sưu tầm, không có hàng nhiều đâu. Và bên cửa hàng bên con đảm bảo các cô chú là cái lô này rất là mới. Bên cửa hàng bên con là người đầu tiên bán cái lô này. Đây là vũ nữ mèo lửa nha cô chú. Và đây là một cái mặt hoa, hàng này đều là hàng đại hết. Đó, nó đã có tem rồi nè. Và mỗi chỗ như vậy thì sẽ có tem, các cô chú mình về mình dễ coi nè. Tên khoa học và luôn cả tên tiếng Việt nha cô chú. Mặt hoa đầu tiên đó là vũ nữ mèo lửa. Mặt hoa này nói chung là rất là đẹp nha cô chú. Đó, cực kỳ đẹp luôn, hoa màu đỏ rất là đẹp, mèo lửa. Và con bán ra cho các cô chú mình về sưu tầm với giá tiền là 160.000 một chậu. Và một cặp á, thì sẽ có giá tiền là 300.000 một cặp. Đây là cái hình cây vũ nữ mèo lửa nha cô chú. Một chậu tầm khoảng cỡ từ 2-3 thân trở lên, đang nụ hết luôn, hàng thuần chậu rồi. Đang trồng bằng giỏ thông nha cô chú. Và cái mặt hoa tiếp theo đây là vũ nữ năm mới cam. Đó. Hoa rất là đẹp nha cô chú. Và hoa này thì nó to hơn một số dụng như nước khác. Năm mới cam nè. Và đây là cái hình cây năm mới cam. Và cây bên con là vẫn đang có nụ luôn. Hàng này là hàng trồng thường và đang xuống rễ ra nha cô chú. Hàng này đang trồng bằng giỏ thông nè. Một số cái mầm nó lên rất là lực luôn, cực kỳ khỏe. Nụ nè. Đây. Nụ nè. Đó. Nụ nè. Đang có rất là nhiều nụ nha cô chú. Và con đang bán đồng giá là 160.000 một chậu. Và một cặp là 300.000. Hôm nay thằng có hai loại nha cô chú. Cây bên con nói chung là rất là đẹp rồi, cây tất cả đang vào hoa. Mình về là mình sẽ ngắm hoa luôn. Hai loại, một loại là vũ nữ năm mới cam là hoa màu cam, rất là đẹp. Loại thứ hai đó là vũ nữ mèo lửa từ hoa màu đỏ lưỡi cam. Đồng giá là 160.000 một chậu. Và một cặp sẽ có giá tiền là 300.000 cho một cặp. Số điện thoại bên con là 0908 846 804. Địa chỉ nằm ở phường 4, Tuyến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Và cửa hàng hoa lan mình xin chào cô chú. Hai dòng phụ nữ khác nhau, mặt hoa rất là đẹp.